Nếu con người muốn đứng vững trong cuộc đời này, con người muốn trở nên có giá trị, con người có thể đạt được những cái giá trị cao nhất mà trời đất đã ban tặng cho mình, thì con người phải có hai cái lõi này. Không phải là có hai cái bằng cấp này hay là có hai cái trình độ này, mà có hai cái chất liệu này. Một là đức, hai là phước. Đức là gì? Đức là sự rèn luyện bản thân, là cái sự thuần hóa con người mình, là cái sự đào luyện, là cái sự tu luyện, là cái sự gọt giũa, là cái việc quay vào bên trong để thay đổi bản thân, là việc hoàn thiện bản thân, để mình luôn luôn là một cái khối năng lượng bình an, để mình luôn luôn là một con người hữu dụng, để mình là một con người dễ thương, để mình là một cái đóa hoa tươi mát. Cái này là một cái người có đức. Mà ông bà mình nói có đức mặc sức mạng. Một người tự thân họ có giá trị. Một người tự thân tỏa ngát hương, một người tự thân có rất nhiều phẩm chất thiện lành tốt đẹp, thì người đó sẽ có rất nhiều cơ hội để thành công, để đứng vững trong cuộc đời này. Và cái lõi thứ hai của con người đó, cái nền tảng quan trọng của con người để mà trời đất vũ trụ chấp nhận cho chúng ta tồn tại trên cuộc đời này, là con người phải biết sống vì người khác, gọi là phước. Vậy thì cái phần đức đã xong rồi, thì bây giờ tới cái phần phước. Phước là hướng tới giúp đỡ mọi người. Đức là quay về để gọt giũa hay là đào luyện bản thân. Còn phước là sẻ chia, là hiến tặng. Lúc nào mình cũng sống trong cái tâm niệm rằng là mình phải giúp ai đó, mình phải sẻ chia với tất cả những người sống xung quanh mình tất cả mọi quyền lợi mà mình có, để làm cho con người mình càng ngày càng lớn hơn. Còn nếu mình cứ bo cất giữ cho riêng mình, tìm mọi cái cơ hội để dành lại cho bản thân, thì trời đất sẽ để cho mình làm cái chuyện đó. Thì làm đi, rồi trời đất sẽ gửi vài cái rủi ro tới, vài cái tai nạn tới. Tại sao vậy? Tại vì trời đất nuôi mình mà mình lại không có giúp trời đất để nuôi lại các cá thể còn lại, thì trời đất phải lấy lại chứ. Theo quy luật nhân quả và duyên sinh, người tính thì đâu bằng trời tính. Trời ở đây là universal principles, nguyên tắc vận hành của đất trời. Và như chúng ta đã nói, trong nguyên tắc này thì A phải chịu tác động của B và B chịu tác động của A. Cho nên A phải quý B và B phải quý A. Mà không những thế, A phải giúp đỡ B, bảo vệ B, và B cũng giúp A bảo vệ A. Vậy thì làm phước có nghĩa là gì? Mình đang vận hành đúng với nguyên tắc của đất trời, bảo vệ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ tương nhau. Mà các bạn có cái lỗi này chưa? Trong đầu các bạn đang nghĩ gì? Có kế hoạch gì để giúp đỡ cộng đồng chưa? Có kế hoạch gì để giúp đỡ gia đình mình chưa? Có kế hoạch gì để giúp đỡ một ai đó chưa? Hay là đang trên đường giúp đỡ một ai đó chưa? Nếu chưa là đang nợ rất lớn tài khoản ở trên, xung quanh đất trời. Mà nợ là sẽ bị đòi nha. Rồi đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Sao một cuộc đời con có nhiều phong ba bão táp, thăng trầm nghiệt ngã? Tại vì nhận nhiều quá mà không có cho đi.